Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người Việt ăn nhựa qua đường hải sản Ngày 12 tháng 6, BBC cho hay người Việt Nam trong nhóm ăn nhựa nhiều nhất thế giới. BBC cho biết các nhà nghiên cứu của Đại học Cornell tại Mỹ chỉ ra có người hấp thụ vi nhựa qua hai đường chính, thực phẩm và không khí. Các nước Đông Nam Á dẫn đầu bản xếp hạng trong nghiên cứu tính theo bình quân đầu người với các trường hợp điển hình là Việt Nam, Indonesia, Philippines và Malaysia. Và đây là hình bài trên BBC. Người dân Việt Nam xếp thứ tư trong chỉ số tiêu thụ nhiều vi nhựa nhất qua đường thực phẩm. Trung bình mỗi người Việt Nam ăn 363 mg vi nhựa mỗi ngày. Theo BBC, nghiên cứu tiến hành khảo sát 109 quốc gia, lấy dữ liệu từ năm 1990 đến năm 2018, được hoàn thiện và xuất bản vào tháng 4 năm 2024. Vi nhựa, theo định nghĩa của các nhà khoa học của Đại học Cornell, là những hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 5 mm. Chúng có thể là những sợi, mảnh, hạt vụn đến từ các sản phẩm nhựa bị vỡ, bong tróc, hư hỏng. Quá trình sản xuất, xử lý nhựa không đúng cách cũng khiến vi nhựa tràn ra ngoài môi trường. BBC cũng cho hay, một số nghiên cứu đã chứng minh mối quan hệ giữa vi nhựa và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của con người. Chúng chứa hóa chất độc hại, có thể gây ung thư, bệnh tim hoặc khiến thai nhi kém phát triển. Các nghiên cứu chỉ ra quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển là nguyên nhân chính dẫn đến việc tốc độ sử dụng nhựa tăng mạnh. Hoạt động xả thải nhựa ra môi trường tự nhiên từ đó cũng tăng theo. Trong khi đó, các quốc gia phát triển lại chứng kiến chiều hướng ngược lại. Và đây là hình rác nhựa tràn lan ở Việt Nam. Với nhựa trong không khí ghi nhận tại Việt Nam cao gấp 8 lần so với tại Nhật Bản. BBC cũng cho biết Việt Nam có những làng nghề chuyên thu gom, xử lý phế liệu, rác thải nhựa đơn cử như làng Minh Khai tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải nhựa ở các làng nghề như vậy có nhiều rủi ro do sử dụng máy móc lạc hậu, khiến cho phần nhựa không thể tái chế, bị vứt bỏ bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Nước trong quá trình xử lý nhựa mang các vi nhựa theo dòng chảy đi ra sông, biển. Các hạt vi nhựa khi đi ra môi trường nước sẽ bị các sinh vật phù du ăn phải. Sau đó, các loài cá, động vật thủy sản ăn các sinh vật phù du và con người khi tiêu thụ những thủy sản này sẽ vô tình hấp thụ luôn cả vi nhựa. Nghiên cứu từ đại học Cornell cho biết hơn 50% lượng vi nhựa người dân Việt Nam ăn phải đến từ môi trường nước, đặc biệt là hải sản. BBC dẫn giải pháp mà các nhà khoa học ở đại học Cornell đề xuất, đó là cần có các biện pháp kiểm soát dòng chảy của chất thải hiệu quả cũng như cải thiện hệ thống xử lý nước thải. Giải pháp này càng đặc biệt quan trọng khi người dân hấp thụ vi nhựa chủ yếu qua đường hải sản. Và đây là hình hải sản nguồn đưa với nhựa vỏ thức ăn của người Việt. Vẫn theo BBC, các nhà nghiên cứu của Đại học Cornell cho rằng, về lâu dài các nước phát triển nên chia sẻ công nghệ cho những nước đang chịu tác hại nặng nề của nhựa. Các nhà khoa học cũng cho rằng, rác thải, phế liệu nên được đưa đến những quốc gia có công nghệ xử lý tiên tiến và khả năng quản lý hiệu quả thải. BBC dẫn báo cáo trong tháng 4 năm 2024 của Liên Hiệp Quốc cho thấy Việt Nam đang là một trong những điểm đến hàng đầu của rác thải trên thế giới. Tình trạng rác ở Việt Nam đã quá tải, không thể nào xử lý hết. BBC dẫn nhận định của bà Colin Salamat, chuyên viên về thương mại chất thải khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Break Free From Plastic cho rằng Tôi nghĩ điều quan trọng nằm ở những nhà cầm quyền. Các nước phát triển thường nhắm đến các nước đang phát triển, mà có chính sách, quy chế lỏng lẻo để xuất khẩu rác tới đó. Nhận định này ngược với quan điểm mà nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên tuyên truyền, đó là ô nhiễm là do ý thức người dân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Việt ăn nhựa qua đường hải sản. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công an Việt Nam có lời khai của bị can đã chết bí ẩn trong vụ vạn thịnh phát. Ngày 11 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, vạn thịnh phát, lời khai của bị can đã chết về kế hoạch lừa đảo trái phiếu. BBC dẫn kết luận điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan cùng bà Nguyễn Phương Hồng bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 và đến ngày 9 tháng 10 năm 2022 thì bà Hồng chết khi đã bị khởi tố bị can. BBC cho biết bà Nguyễn Phương Hồng đã làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 1 năm 2007 trước khi hợp nhất. Tới tháng 3 năm 2015, bà được bổ nhiệm làm phó giám đốc ngân hàng SCB, chi nhánh Sài Gòn và lên làm giám đốc vào tháng 8 năm 2015. Từ tháng 8 năm 2019 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, bà Hồng được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn lời khai của bà Trương Mỹ Lan, rằng chính bà Hồng đã nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng công ty An Đông và các công ty khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý các khoản nợ giúp đỡ ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn khó khăn. BBC cũng dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an, xác định bà Nguyễn Phương Hồng là đầu mối trực tiếp làm việc với các bên gồm ngân hàng SCB, công ty chứng khoán Tân Việt và các tổ chức phát hành để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu, điều phối, đi dòng tiền và sử dụng tiền thu được từ huy động trái phiếu. Theo kết luận điều tra, bà Hồng khai nhận mình là người lựa chọn các công ty mua sơ cấp trái phiếu và lên phương án dòng tiền khống tại ngân hàng SCB để hợp thức nguồn tiền cho các công ty mua sơ cấp trái phiếu của công ty An Đông. Từ đó, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp của các công ty được lựa chọn giúp bà Trương Mỹ Lan phát hành thành công trái phiếu công ty An Đông trị giá gần 25.000 tỷ đồng. Sau công ty An Đông, bà Hồng tiếp tục đề xuất cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu của các công ty là Sunny World, Quang Thuận. Và đây là hình bà Nguyễn Phương Hồng khi bị bắt. Bộ Công an kết luận tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không được sử dụng đúng mục đích là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lợi, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ. Thay vào đó, bà Lan và đồng phạm đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ. BBC cũng cho biết, tại thời điểm đó, các trang như Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Net, Việt Stock, Việt Z đã đưa tin về cái chết của bà Phương Hồng ở tuổi 39. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, tin tức này cũng như thông tin về bà Phương Hồng trên trang web của ngân hàng SCB đột nhiên bị gỡ. Báo chí lẫn kết luận điều tra của Bộ Công an đều không đề cập đến nguyên nhân cái chết cũng như việc bà Hồng qua đời tại địa điểm nào, có phải trong lúc bị tạm giam hay không. BBC nêu nghi vấn, vì công an vẫn có lời khai của bà Hồng, trong kết luận điều tra vụ án cho thấy có thể bà Nguyễn Phương Hồng đã qua đời trong quá trình làm việc với công an. Và đây là hình ông Nguyễn Tiến Thành. Bên cạnh đó theo BBC, ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch chứng khoán Tân Việt bị độc vị theo cáo phó của gia đình vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Một ngày sau khi bà Lan bị bắt, vào ngày 6 tháng 10 năm 2022, theo lời khai của bà Lan tại tòa, còn cáo trạng thì ghi bà Lan bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. BBC tiếp tục dẫn kết quả điều tra của Bộ Công an cho thấy ông Thành là người tiếp nhận chủ trương bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan và các nhân sự cấp cao của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát để lên phương án phát hành trái phiếu trực tiếp ấn định thông tin chỉ đạo điều hành các nhân viên của chứng khoán Tân Việt phía Nam thực hiện quy trình tư vấn phát hành trái phiếu cho 4 công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Citra. Vẫn theo BBC, một bị can nữa qua đời là ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula và công ty VIPD, kim cụ tổng giám đốc công ty Vạn Thịnh Phát. Ông Độc Ngọc qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2022. Nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ nhưng báo chí có đưa tin ông Dương chết tại nhà riêng. Ông Dương là người trực tiếp chỉ đạo điều hành các nhân viên công ty Sunny World Natural Land tìm kiếm thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phục vụ cho các hoạt động phạm pháp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an Việt Nam có lời khai của bị can đã chết bí ẩn trong vụ vạn thịnh phát. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.